Giới từ, chỉ nơi trốn. In, on, at. Kim tự tháp mô phỏng cách sử dụng, in, on, at, theo tình huống thực tế. Khi nói đến một không gian rộng và chung nhất, ta dùng in. Khi nói đến một địa điểm cụ thể, ta dùng on. Khi nói một điểm cụ thể, ta dùng at. Cụ thể từng trường hợp. in chỉ vị trí bên trong diện tích không gian bao quanh vật in the room trong căn phòng in the sky trên bầu trời in a book trong một cuốn sách in đứng trước tên làng thị trấn thành phố quốc gia trước tên thành phố in hà nội ở hà nội trước tên quốc gia in việt nam ở việt nam in dùng với phương tiện đi lại in a car trong một chiếc ô tô in dùng để chỉ phương hướng hoặc chỉ nơi trốn chỉ phương hướng in the south ở miền nam chỉ nơi trốn in the middle ở giữa on chỉ số tầng nhà nơi trốn trên bề mặt chỉ số tầng nhà On the second floor. Trên tầng 2. Chỉ nơi trốn On the railway. Trên đường sắt. Trên bề mặt On the table. Trên bàn. On, dùng trước tên đường. On the Tran Phu street. Trên đường Trần Phú. On, dùng với phương tiện đi lại, công cộng hoặc cá nhân trừ ca và taxi. Phương tiện đi lại công cộng. On the bus. Trên xe buýt. Phương tiện cá nhân. On the motorbike. Trên một chiếc xe máy. Ad, à, dùng để chỉ vị trí tại một điểm. At home Ở nhà at the top ở trên cùng at à, dùng để chỉ nơi làm việc, học tập nơi làm việc at work tại nơi làm việc nơi học tập At university. tại trường đại học, at à, dùng để chỉ địa chỉ cụ thể, at 14 Street. tại số 14 đường Trần Phú.